Đăng Mạnh xin kính chào và cảm ơn quý vị đã giữ sóng theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin tạp chí Kinh tế Phú Hiến hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau. Hưng Yên khởi công xây dựng dự án đường song hành thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Bộ Y tế ban hành khung giá dịch vụ mới. Hàng loạt ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi. Cùng nhiều tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Trong tiểu mục chuyện từ Phú Hiến là phản ánh về nhu cầu nhà ở xã hội của người lao động và kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chủ đầu tư chậm triển khai các dự án nhà ở xã hội mặc dù đã được bàn giao đất để xây dựng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua tại huyện Văn Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức khởi công gói thầu số 1 thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành, đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đường vành đai 4 đi qua tỉnh Hưng Yên có chiều dài 19,3 km qua 4 huyện là Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu và Văn Lâm. Điểm đầu từ cầu Mễ Sở, Văn Giang, điểm cuối tại xã Lạc Đạo, Văn Lâm. Tỉnh Hưng Yên được giao thực hiện hai dự án thành phần với tổng vốn hơn 5,2 nghìn tỷ đồng, có 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Cùng phần dự trữ đường sắt trên cao. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1,5 nghìn tỷ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Hưng Yên đang triển khai thực hiện 13 chương trình tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.832 tỷ đồng với gần 100.000 khách hàng. Các chương trình tín dụng có doanh số cho vay lớn là cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay nhà ở xã hội, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nhìn chung, khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần cải thiện kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 21/2023 quy định khung giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước. Mức giá này tăng khoảng 10% so với quy định cũ. Cụ thể, bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng 1 từ 42.100 đồng tới 45.900 đồng. Bệnh viện hạng 2 từ 37.500 đồng tới 41.000 đồng. Bệnh viện hạng 3 từ 33.200 đồng tới 35.800 đồng. Bệnh viện hạng 4, trạm y tế xã từ 30.100 đồng tới 32.700 đồng. Hội chẩn để xác định ca bệnh khó từ 200.000 tới 230.200 đồng. Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa từ 160.000 tới 184.200 đồng. Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe 160.000 đồng tới 184.200 đồng. Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động 450.000 đồng tới 515.400 đồng. Xu hướng giảm lãi suất chưa dừng lại khi tiếp tục có thêm hàng loạt ngân hàng đưa lãi suất tiền gửi xuống thấp hơn nữa. Nhiều ngân hàng vừa thực hiện đợt giảm lãi suất mới như Ngân hàng Quốc tế VIB, Ngân hàng Đại dương Ocean Bank, Ngân hàng Quốc dân NCB, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Techcombank. Cụ thể, với các khoản tiền gửi từ 10 đến dưới 300 triệu đồng, VIB tiếp tục giảm lãi suất kỳ hạn 3 tháng thêm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 3,8% trên năm. Lãi suất kỳ hạn 4 tháng giảm xuống 4% trên năm. Các kỳ hạn 12 và 24 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống lần lượt 5,2% trên năm và 5,5% trên năm. Đây là lần thứ 3 ngân hàng này điều chỉnh lãi suất trong tháng 11. Như vậy, kể từ đầu tháng 11 đến nay, đã có 25 ngân hàng giảm lãi suất huy động như ACB, Bắc Á Bank, Sacombank, Vietcombank, VPBank. Theo quyết định số 11/2023 thay thế quyết định 20/2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tài khoản 1, 2, điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2022, bao gồm tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động nhận tiền gửi, cho vay, cho thuê tài chính, cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ, môi giới chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật. Từ 15 giờ ngày 23 tháng 11, giá mỗi lít xăng dầu giảm từ hơn 500 đến hơn 600 đồng trên lít, chỉ riêng dầu mazut tăng 15 đồng trên kg. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 584 đồng trên lít, không cao hơn 21.690 đồng trên lít. Xăng RON 95 giảm 506 đồng trên lít, không cao hơn 23.024 đồng trên lít. Giá dầu diesel giảm 605 đồng trên lít, không cao hơn 20.283 đồng trên lít. Giá dầu hỏa giảm 568 đồng trên lít, không cao hơn 20.944 đồng trên lít.
giá dầu ma rút tăng 15 đồng trên kg, không cao hơn 15.635 đồng trên kg. Đây là kỳ điều chỉnh liên tiếp thứ hai giá xăng dầu được điều chỉnh giảm. Cuối bản tin, mời quý vị về thăm Hưng Yên, đến với những vườn cam xà chịu quả, sắc vàng tươi hấp dẫn đang chờ thu hoạch với hương thơm vị ngọt đậm đà. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có trên 2.000 hectare trồng cam với trên 500 hectare cam sản xuất theo quy trình Việt Gáp, tập trung ở các huyện Văn Giang, Khói Châu, Kim Động, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Hiện nay, cam Hưng Yên đang vào thời điểm thu hoạch chính vụ, sản lượng ổn định, ước đạt trên 35.000 tấn quả, giá bán dao động từ 25.000 đến 35.000 đồng trên kg. Riêng cam đồng tiền, cam cầu chùa là những loại cam chất lượng cao có giá từ 60.000 đến 80.000 đồng trên kg. Những năm qua, nhờ phát huy lợi thế điều kiện đất đai, khí hậu, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, cam Hưng Yên được người dân khắp nơi ưa chuộng với mẫu mã đẹp, vị ngọt thơm hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Hưng Yên nổi lên là tỉnh phát triển nhanh về công nghiệp và dịch vụ. Vì vậy, số lao động ở các tỉnh thành khác kéo về tìm kiếm việc làm tăng cao và nhu cầu về nhà ở cũng vì thế mà tăng đột biến. Vấn đề có được chỗ ở phù hợp với thu nhập và đảm bảo điều kiện sinh hoạt đang trở lên cấp bách với người lao động. Đây là căn phòng trọ của vợ chồng anh Giàng A Tráng ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Căn phòng chỉ rộng khoảng 8m², đủ trải một tấm đệm, kê một cái bàn làm bếp nấu ăn và khu vệ sinh. Vì điều kiện khó khăn nên vợ chồng anh chị phải gửi ba đứa con còn nhỏ cho ông bà nội ngoại nuôi giúp và tìm đến khu công nghiệp Phố Núi A làm việc. Hai vợ chồng em vào đây làm từ năm 2020, mình cũng mong muốn nếu mà mình tìm được là mình nghĩ được thì mình cũng mong muốn để mình có căn nhà nữa, vừa tiền vừa giá với mình để cho mình ổn định, như là kiểu là tiền nông nó mình chi phí nó lại ít hơn. Tuy quê ở Sông Mai, huyện Kim Động, nhưng để thuận lợi cho công việc tại khu công nghiệp Phố Núi A, anh Đào Nguyễn Thắng cùng vợ và cậu con trai 19 tuổi phải thuê một phòng trọ chật chội để ăn ở. Anh cũng như nhiều người lao động khác rất mong được thuê hoặc mua nhà ở xã hội. Chồng chúng tôi lên đây làm công nhân thì cũng từ năm 2013 đến nay cũng được 10 năm rồi, thì là lên đây là kinh tế của hai vợ chồng chúng tôi là cũng là khó khăn nên là thuê trọ cũng là chật chội. Ở của hai vợ chồng chúng tôi đến bây giờ cũng chỉ có 10 đến 12 mét vuông thôi, nên chồng là con là chúng tôi là có 3 người nên là ở rất chật chội, nên là cũng mong là nhà nước và chính phủ là có một cái chương trình hay là có cái gì đó là xây dựng một cái khu tập thể hoặc là cái khu nhà chung cư ấy, tạo điều kiện cho người lao động để mua trả góp hoặc là thuê để tạo điều kiện cho người công nhân chúng tôi là ở cho rộng rãi và thoải mái để còn yên tâm là lao động sản xuất ạ. Nhu cầu về nhà ở không chỉ cấp bách với người lao động mà còn là vấn đề chính quyền địa phương mong mỏi để công tác quản lý xã hội được hiệu quả và an toàn hơn. Khoảng hơn 5.000 dân số cơ học đến địa bàn, thì với cái dân số mà đến sinh sống và làm việc ở trên địa bàn nó rất là đông như vậy, với cả dân số cư trú tại địa phương thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái công tác quản lý của chính quyền, đặc biệt là những cái vấn đề về an ninh trật tự, về môi trường. Phường thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái việc mà các dự án đi vào hoạt động và có cái quy hoạch và thực hiện dự án thì rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì cái việc mà quan tâm và tập trung cho cái việc mà xây dựng và đầu tư cái khu nhà ở xã hội cho dân cư cư trú ở trên địa bàn thì hiện nay là triển khai rất là chậm và còn hạn chế. Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng cấp trên quan tâm chỉ đạo sát sao trong cái việc mà chỉ đạo các dự án thực hiện đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng và quy hoạch cái khu nhà ở xã hội trên địa bàn phường để đảm bảo cái việc mà sinh hoạt và đảm bảo cái nguyện vọng về nhu cầu nhà ở cho cư dân. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu khảo sát sơ bộ của Sở Xây dựng, hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang có khoảng 78.000 công nhân đang làm việc, trong đó khoảng 31.000 là lao động người ngoại tỉnh. Vì vậy, nhu cầu nhà ở cho người lao động là rất cao. Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện nghị quyết số 14 NQTU ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất chậm. Vậy đâu là nguyên nhân? Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn, toàn tỉnh mới tiếp nhận được 17 dự án đầu tư nhà ở xã hội độc lập.
khu đô thị, nhà ở thương mại, có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội với tổng quy mô sử dụng đất gần 82 ha, quy mô xây dựng hơn 77.000 căn hộ. Tuy nhiên đến nay mới chỉ hoàn thành đưa vào sử dụng 1.888 căn hộ với hơn 119.000 m2 sàn. Cụ thể, có 5 dự án nhà ở xã hội độc lập, trong đó mới có 2 dự án hoàn thành là khu nhà ở xã hội Phúc Hưng Phố Nối và khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2, và 1 dự án hoàn thành một phần là khu nhà ở cho người có thu nhập thấp, phường Hiến Nam. Tổng số căn hộ đã đưa vào sử dụng là 1.063 căn. Có 3 khu nhà ở công nhân, có tổng 870 căn hộ thuộc dự án sản xuất công nghiệp do chủ doanh nghiệp xây dựng cho công nhân thuê. Đến nay mới hoàn thành 176 căn hộ. Trên địa bàn tỉnh có 9 dự án khu đô thị, nhà ở thương mại có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội với tổng quy mô sử dụng đất là 63,53 ha, tổng số 65.300 căn hộ. Trong đó có 1 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại là Hồng Phúc với 649 căn hộ đã hoàn thành. Các dự án còn lại đều có quy mô nhà ở xã hội lớn như dự án khu đô thị Dream City, khu đô thị Đại An, khu nhà ở dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối, khu dân cư mới trên địa bàn xã Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, khu đô thị mới phía Đông, huyện Văn Giang đã được giao đất cơ bản đủ các điều kiện để triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhưng chủ đầu tư các dự án đều chậm triển khai xây dựng. Để tìm hiểu nguyên nhân vì sao các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai, phóng viên tạp chí Kinh tế Phú Hiến đã khảo sát một số dự án trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Công ty cổ phần Yên Sơn, đơn vị được giao thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới trên địa bàn phường Nhân Hòa, có bố trí quỹ đất 0,8 ha dành để xây dựng 280 căn hộ nhà ở xã hội. Mặc dù khu đất để xây dựng nhà ở xã hội đã được Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào bàn giao mặt bằng hơn một năm nay, song đến nay chủ đầu tư dự án vẫn chưa triển khai vì lý do. Chủ đầu tư thì nói chung không quyết liệt về cái nhà ở xã hội, hiệu quả không cao trong cái giai đoạn khó khăn, thì dẫn đến việc là chưa có quyết định rõ ràng. Cái nhu cầu của thị trường bây giờ, người dân họ cái sức mua cũng thấp và tỷ lệ thất nghiệp nó cũng tăng. Chính vì vậy nên là cái việc mà ra hàng vào thời điểm nào rồi nó có hiệu quả hay không, thì đấy là cái việc mà ban lãnh đạo công ty cũng đang rất là đắn đo cân nhắc. Với công ty cổ phần đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc, đơn vị được tỉnh giao 2,4 ha đất để xây 6 tòa nhà ở xã hội với 1.144 căn hộ. Công ty mới hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2022 là 3 tòa với 649 căn. 3 tòa còn lại mới đang xây dựng phần móng. Hiện nay thì nhà nước thì cũng đang có cái nguồn vốn liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên mà qua thực tế mà khi mà triển khai gần như là cái nguồn vốn đó các doanh nghiệp gần như không tiếp cận được. Xét về tính hiệu quả đầu tư ấy, thì một là cái trượt giá vật tư hiện nay đã là 18%. Trong khi đó mà khi mà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội này thì cái lợi nhuận là bị khống chế là tôi đã không quá 10%. Thế thì nhìn một cái bài toán mà như thế thì là đã biết rằng là công ty đã bị âm mất 8% ở đây rồi. Đề nghị sở xây dựng đương nhiên là tạo điều kiện để cho công ty là để thẩm định lại cái dự toán của 3 tòa chung cư còn lại để xác định lại cái giá bán. Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối được tỉnh giao thực hiện dự án khu nhà ở cho công nhân và dịch vụ khu công nghiệp dệt may Phố Nối từ năm 2007. Năm 2019, dự án này đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 và đến nay dự án vẫn nằm trên bản vẽ. Về cái phát triển nhà xã hội thì công ty chúng tôi thì không có nhiều kinh nghiệm, mà thực ra nói thẳng là không có kinh nghiệm. Chính vì thế thì chúng tôi có công văn 243 đề xuất với tỉnh và sở xây dựng là hướng dẫn để thực hiện cái việc này. Cái tâm lý chung của các ông chủ là cái hiệu quả đầu tư là cái là quan trọng. Dự án xây dựng hạ tầng tổng thể khu chung cư đô thị Phố Nối do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hưng Yên làm chủ đầu tư, có bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội là 0,7 ha với 350 căn hộ. Đến nay dự án này mới được chấp nhận phương án kiến trúc. Bởi vì công ty đầu tư xây dựng Hưng Yên là về thực chất là về nghĩa là yếu về cái lĩnh vực về xây dựng, thì cũng mong muốn là các lãnh đạo là hướng dẫn và làm rõ cho công ty một số cái nội dung như là trình tự các bước tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ pháp lý như là chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và các vấn đề khác liên quan.
Cái thứ hai nữa là để tạo điều kiện cho chủ đầu tư dự án cân đối cái bài toán hiệu quả, hoàn thiện hồ sơ pháp lý trong cái giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cũng như cho người lao động các khu công nghiệp có cơ hội tiếp cận nhà ở, thì mong muốn nhà nước và tỉnh Hưng Yên cũng có những cái chính sách ưu đãi phù hợp với lại áp dụng đối với lại dự án của bên công ty ạ. Mục tiêu nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đặt ra đến năm 2025 là giải quyết khoảng 50% số công nhân người lao động có nhu cầu về nhà ở tại khu công nghiệp, có nhà ở tương ứng khoảng 59.000 người. Số lượng căn hộ cần đáp ứng khoảng 17.000 căn hộ. Đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 1.888 căn hộ hoàn thành, đạt trên 10% mục tiêu của nghị quyết. Bên cạnh những bất cập về chính sách, thủ tục hành chính đang được Bộ Xây dựng tổng hợp để sửa đổi, thì sự hỗ trợ của các ngành chức năng, đặc biệt là quyết tâm của chủ đầu tư trong việc thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội sớm về đích, đang là vấn đề mấu chốt để mong mỏi của công nhân, người lao động được tiếp cận chính sách nhà ở từ Nghị quyết 14 của Tỉnh ủy Hưng Yên trở thành hiện thực. Nội dung vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 15 phút thứ bảy tuần sau.